Vào những ngày đầu năm 1995, người dân thành phố Hồn Hót, khu tự trị Nội Mông liên tục bàn tán xôn xao về một vụ thảm sát xảy ra tại một gia đình chức quyền tại địa phương. 4 thành viên trong gia đình này tử vong cùng một lúc. Vụ án này mất hơn 1 năm mới được giải quyết thành công. Sau khi các tình tiết được công khai thì xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xung quanh. Hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DMX. Buổi chiều ngày 19 tháng 1 năm 1995, Cục Cảnh sát thành phố Hồn Hót nhận được báo cáo từ Học viện Lâm nghiệp Nội Mông cho biết ông Bảo Văn Tường, 56 tuổi, Phó Chủ tịch Học viện, vợ ông là Vương Tri Quân, 49 tuổi và con trai thứ hai Bảo Vĩnh Phú, 21 tuổi, Cảnh sát Lâm nghiệp, con gái Bảo Viên Phương, 17 tuổi, học sinh trường trung học phổ thông số 35. 4 thành viên trong gia đình đều tử vong tại nhà với tình trạng rất thê thảm. Sau khi nhận được trình báo, Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự của Văn phòng Thành phố, Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự của Chi cục Tân Thành và các nhân viên kỹ thuật của Cục Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường. Đến nơi, lực lượng chức năng nhìn thấy 4 thi thể nằm ở nhiều vị trí khác nhau và dính đầy máu. 3 trong số 4 nạn nhân nằm ngửa trong một căn phòng ngủ. Còn chủ nhà, ông Bảo Văn Tường nằm sấp ngay trước cửa phòng tắm. Để đảm bảo hiện trường không bị ảnh hưởng, lực lượng chức năng nhanh chóng thiết lập rào chắn bảo vệ, đồng thời thành lập tổ chuyên án, gấp rút triển khai quá trình điều tra chi tiết tại chỗ và thu thập vật chứng. Người phát hiện sự việc là con trai cả của Bảo Văn Tường, anh Bảo Thiên Sơn. Sơn kể, khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, sau khi có việc từ bên ngoài trở về, vừa bước tới hiên nhà đã nghe mùi máu tanh sồng sộc lên mũi. Sơn không rõ là có chuyện gì, vội chạy nhanh vào thì điếng người vì thấy bố mẹ và các em mình đã tử vong, căn nhà hiện tại như được tắm máu. Tiếng la hét của Sơn nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Sơn được trấn an, nhưng làm sao anh có thể bình tĩnh trước cảnh tượng khốc liệt này? Anh ta chỉ biết chạy đến ôm từng người thân và khóc. Trong khi đó, hàng xóm đã giúp Sơn đến đồn cảnh sát trình báo án mạng. Hiện trường là một tòa nhà có 4 phòng ngủ và 1 phòng khách. Căn nhà có rất nhiều cửa, bao gồm 1 cửa ra vào bằng gỗ và 2 cửa sổ, tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Cánh cửa chính của ngôi nhà hướng về phía tây, khi bước vào sẽ là một phòng khách lớn. Có một bàn ăn ở phía bắc của phòng khách, phía đông phòng khách có 2 phòng ngủ đối diện nhau. Bảo Thiên Sơn khai với cảnh sát, căn phòng ngủ ở phía bắc là của em gái Bảo Viên Phương. Căn phòng này hiện tại tương đối gọn gàng, không có bất cứ dấu hiệu gì bất thường. Bố và mẹ Sơn sinh hoạt ở căn phòng ngủ phía nam, đồ đạc trong căn phòng này đã bị lục lọi. Cảnh sát quan sát thấy cửa tủ mở một cánh, quần áo vứt bừa bãi trên giường và ngay dưới sàn. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong căn phòng này, cảnh sát cũng phát hiện thêm một khẩu súng, một chiếc ví nam và một máy ảnh. Dưới sàn nhà có một hộp tiếp đạn, ở trong hộp đạn còn duy nhất một viên đạn. 3 nạn nhân bao gồm vợ và 2 con của chủ nhà Bảo Văn Tường nằm ngửa trong phòng ngủ của 2 anh em Sơn và Phú, tất cả đều được đắp chăn. Riêng chỉ có chủ nhà Bảo Văn Tường tử vong trong phòng tắm, nằm sấp. Quan sát sơ bộ có thể thấy tổng cộng 4 nạn nhân đều bị bắn vào đầu, Bảo Văn Tường và con trai Bảo Vĩnh Phú mỗi người bị bắn 2 phát. Tại hiện trường không có dấu hiệu giằng co giữa hung thủ và các nạn nhân. Có lẽ lý do là vì tốc độ bay của viên đạn quá nhanh đến mức không một ai kịp phản ứng. Kiểm tra khẩu súng trường không tìm thấy dấu vân tay của nghi phạm. Điều này có nghĩa là hung thủ đã cố tình dọn dẹp hiện trường sau khi gây án để tránh cơ quan điều tra phát hiện ra manh mối. Dưới sàn nhà cũng không tìm thấy bất cứ dấu giày dính máu nào. Ngược lại, còn xuất hiện nhiều dấu vết trượt dài giống như vừa được lau chùi bằng cây lau. Mặc dù phòng ngủ của Bảo Thiên Sơn và em trai Bảo Vĩnh Phú có dấu hiệu lục soát, nhưng trong ngăn kéo vẫn còn số tiền mặt với mệnh giá lớn. Ngoài ban công ngôi nhà có một chú chó bị nhốt, may mắn vẫn còn sống sót. Tài sản có giá trị như trang sức, tiền mặt về cơ bản vẫn còn nguyên. Chính vì vậy, cảnh sát suy đoán hung thủ đến đây không phải vì tiền. Hiện trường xáo trộn có thể là do cố tình đánh lạc hướng điều tra của lực lượng chức năng. Cảnh sát thụ lý vụ án cũng đưa ra nhận định rằng hung thủ là một tên tội phạm xảo quyệt.
việc ở lại dọn dẹp hiện trường sau khi gây án cho thấy người này có tâm lý vô cùng vững chãi. Vụ án có khả năng cao được lên kế hoạch từ trước, đồng thời hung thủ đến đây không phải là để cướp của, mà mục tiêu là nhằm vào những thành viên trong gia đình Bảo Văn Tường. Hiện tại, cảnh sát đang băn khoăn giữa chủ nhà Bảo Văn Tường và con trai Bảo Vĩnh Phú. Hai người họ đều bị bắn 2 phát súng, nhiều hơn so với những nạn nhân còn lại. Vậy có phải mục tiêu chính của hung thủ là Tường và Phú hay không? Sau khi quá trình điều tra tại chỗ hoàn tất, manh mối hung thủ để lại tại hiện trường thực sự không nhiều, khiến cho cảnh sát gặp khó khăn. Xét thấy cửa nhà không bị hư hại, cảnh sát suy luận hung thủ có thể là người quen của gia đình. Từ đây, cảnh sát nhanh chóng mở cuộc điều tra về các mối quan hệ xã hội của từng thành viên trong gia đình, đặc biệt là chủ nhà Bảo Văn Tường và người con trai Bảo Vĩnh Phú. Lực lượng đặc nhiệm gồm 100 cảnh sát tại Học viện Lâm nghiệp đã tiến hành nhiều cuộc thăm dò thông tin của tổng cộng 4 nạn nhân, tiến hành phỏng vấn 425 người, bao gồm người thân, bạn bè, hàng xóm thường xuyên tiếp xúc với gia đình họ Bảo. Sau khi khám nghiệm tử thi, thời điểm tử vong của tất cả các nạn nhân là ngày 18 tháng 1, bác sĩ pháp y nhận thấy có một điểm bất thường trên cơ thể nạn nhân nữ 17 Bảo Viên Phương. Môi âm đạo của nạn nhân rộng bất thường, màng trinh bị rách giống như là trải qua hoạt động tình dục nhiều lần. Tuy nhiên, trong âm đạo hiện tại không ghi nhận có bất cứ mẫu tinh dịch nam giới nào. Bảo Thiên Sơn khai với cảnh sát, em gái mình có lối sống phóng túng, cô thường xuyên ra ngoài giao du với nhiều bạn bè khác giới, thậm chí là lớn tuổi hơn, cũng từng nhiều lần bị gia đình phàn nàn về việc này. Trong quá trình thu thập thông tin, cảnh sát phát hiện ông Bảo Văn Tường có tiếng xấu, ông gây xích mích với nhiều người. Bạn bè và hàng xóm quen với Tường thực chất cũng là xã giao chứ không thật lòng. Sau sự ra đi của Tường, nhiều người còn đồn đoán rằng ông trời có mắt, lẽ ra ông ta phải bị trừng phạt từ lâu. Tường rất tham tiền và coi thường người có kinh tế kém hơn mình, cũng đồng thời là một tay sát gái. Đến cả một cô gái bằng tuổi con mình mà ông ta cũng không bỏ qua. Một đồng nghiệp của Tường cho biết, Tường từng lợi dụng chức vụ phó chủ tịch học viện để làm khó cấp dưới, mắng mỏ họ mỗi khi ông ta cảm thấy bực bội trong người. Cảnh sát đã điều tra những đối tượng từng xảy ra mâu thuẫn lớn với Tường. Những người này quả thực có sự oán giận đối với ông ta, nhưng không đến mức phải ra tay sát hại tổng cộng 4 thành viên trong gia đình này. Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng điều tra sau đó, cảnh sát cũng khoanh vùng được đối tượng tình nghi, từng tuyên bố thẳng thừng rằng muốn giết cả gia đình Bảo Văn Tường. Người đàn ông này tên là Âu Dương Thành. Trước kia, anh ta là bí thư của một thị trấn thuộc huyện Ô Lan Sát Bố. Thời điểm đó, Bảo Văn Tường là bí thư huyện ủy Ô Lan Sát Bố, là cấp trên của Âu Dương Thành. Mâu thuẫn giữa hai người bắt nguồn từ câu chuyện có liên quan đến một người bạn của Thành. Bạn của Âu Dương Thành tên là Vương Chí Bình. Bình là một ông chủ lớn từ Chiết Giang đến Ô Lan Sát Bố để đầu tư kinh doanh. Bình và Thành bằng tuổi nhau, tính cách lại rất hợp nên thường xuyên tụ tập uống rượu. Một ngày nọ, trong khi chè chén say xỉn thì Thành bắt đầu kể cho Bình nghe về những trải nghiệm không tốt trong cuộc sống của mình. Vợ của Âu Dương Thành bị bệnh và phải cắt bỏ tử cung. Sau khi cắt bỏ tử cung, vợ Thành lúc nào cũng tự ti về bản thân. Chuyện chăn gối không còn được êm xuôi như trước nữa, khiến cho Thành cảm thấy vô cùng khó chịu, bực bội trong người. Nghe bạn thân than vãn, Vương Chí Bình nói, không có gì đáng lo ngại, anh ta sẽ giới thiệu cô thư ký xinh đẹp của mình cho Thành. Thành từng thấy cô thư ký này, dáng vóc xem ra cũng rất xuất sắc, nên tâm trạng bắt đầu phấn khởi trở lại. Ngày hôm sau, Vương Chí Thành phái thư ký riêng của mình đến gặp Âu Dương Thành. Sau vài ngày cặp kè cùng nhau, vợ Thành cuối cùng cũng phát hiện ra chồng ngoại tình, liền cãi nhau to tiếng với anh ta. Thành vẫn nhất quyết không chịu xa nhân tình, nên vợ anh ta đã trình báo sự việc lên bí thư huyện Ô Lan Sát Bố, chính là ông Bảo Văn Tường. Thực ra trong đời tư, vị bí thư huyện ủy này cũng không khá hơn cấp dưới là mấy, anh ta cũng ham mê nhậu nhẹt, mại dâm và cờ bạc. Nếu như Âu Dương Thành có nhiều tật xấu, thì Bảo Văn Tường thậm chí có thể gọi là thầy ông nội của Thành luôn. Nhưng do chức quyền cao nên mọi chuyện đều bị bưng bít kỹ. Bảo Văn Tường cứ sa đọa như thế, không một ai dám vạch trần bộ mặt thật của ông ta. Sau khi ghi nhận hành vi của cấp dưới, Tường tỏ ra tức giận, quyết không bỏ qua mà thực thi pháp luật một cách khách quan. Do vụ bê bối của Âu Dương Thành làm ảnh hưởng đến tổ chức,
nên Tường trực tiếp tuyên bố bãi chức của Thành, đồng thời kiến nghị khai trừ anh ra khỏi đảng. Sau khi mất việc, Âu Dương Thành cũng mất luôn vợ và sự tín nhiệm của mọi người xung quanh, cuộc đời giống như rơi xuống vực thẳm. Thành không đành lòng chuyện này, anh ta muốn vạch trần những tật xấu của Tường để Tường cũng trở nên thảm giống mình. Thậm chí là mỗi lúc uống say, Thành vừa đi vừa tuyên bố một ngày nào đó sẽ giết cả nhà Bảo Văn Tường, trả thù cho những bất hạnh của ngày hôm nay. May mắn thay, sau đó Thành được người bạn thân Vương Chí Bình giúp đỡ. Thành mở một hộp đêm ở thành phố Hôn Hót, việc kinh doanh rất phát đạt, dần dần anh ta trở thành một ông chủ lớn, tạo dựng sự uy tín ở đây. Nhưng sau khi Âu Dương Thành ở Hôn Hót thì gia đình của Bảo Văn Tường cũng chuyển đến đây, cả hai từng gặp nhau vài lần. Qua điều tra, sau khi Tường chuyển đến thành phố Hôn Hót, ông ta đã chủ động tìm đến và xin lỗi Thành, cả hai cũng dần xóa bỏ khoảng cách. Hàng xóm xung quanh cho biết, vào buổi trưa ngày 18 tháng 1, họ nhìn thấy Âu Dương Thành đến nhà Bảo Văn Tường. Thành khai anh ấy đến uống rượu nhưng hoàn toàn không có liên quan đến án mạng, vì dù sao mâu thuẫn trước kia đã được giải quyết. Sau khi khám nghiệm hiện trường một lần nữa, cảnh sát cuối cùng cũng đã phát hiện ra dấu vân tay của Thành trên ly nước tại nhà Tường. Cảnh sát chắc chắn không thể nào tin tưởng lời của Âu Dương Thành, bởi vì hiện tại anh ta là đối tượng có động cơ gây án thuyết phục nhất. Họ cho rằng Thành cố tình đến nhà cùng với Tường uống rượu rồi lợi dụng sơ hở mà sát hại cả gia đình. Không phải vô cớ mà cảnh sát nghi ngờ như vậy. Âu Dương Thành khai rằng trưa ngày 18 sau khi uống ở nhà Bảo Văn Tường thì đã một mạch trở về nhà mình. Thành hiện sống một mình, không có ai đứng ra làm chứng cho anh ta vào thời điểm đó. Lời khai của Âu Dương Thành rõ ràng là không thuyết phục được cảnh sát, nhưng cảnh sát Hôn Hót cũng không có nhiều cơ sở để buộc tội nghi phạm, nên họ đã nhờ tới các chuyên gia của Cục Cảnh sát thành phố Bắc Kinh để tiến hành kiểm tra nói dối đối với Âu Dương Thành. Kết quả của bài kiểm tra nói dối đã gây nhiều bất lợi cho Âu Dương Thành. Mặc dù Âu Dương Thành liên tục phủ nhận mình có liên quan, nhưng cảnh sát vẫn quyết định bắt giam anh ta. Một thời gian sau, Thành được thả ra vì cơ quan chức năng cho rằng vụ án cần phải được điều tra để thu thập thêm manh mối. Sự trì hoãn này khiến cho vụ án cứ dậm chân tại chỗ. Một năm trôi qua nhưng nó vẫn chưa được giải quyết. Năm 1996 là thời điểm Trung Quốc tiến hành giải quyết các vụ án còn tồn đọng, và tất nhiên một vụ thảm sát mang tính chất dã man như vậy cũng được sự chú trọng của các cấp. Lực lượng chức năng của thành phố Hôn Hót phải tăng cường thêm nhiều thành viên cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia điều tra hình sự nổi tiếng trên cả nước. Cuối cùng, sau nhiều phiên thảo luận, họ phát hiện ra một chi tiết không được chú ý ở trong cuộc điều tra trước đó. Chính chi tiết này đã mở ra chìa khóa để giải quyết vụ án. Lực lượng chức năng nhiều lần xem xét kỹ lưỡng hồ sơ, phân tích hiện trường, nghiên cứu kỹ càng và phác thảo những giả thuyết có thể xảy ra. Mọi nghi ngờ nảy sinh khi tất cả các đối tượng có mâu thuẫn với gia đình Bảo Văn Tường lần lượt bị loại trừ. Lúc này, mọi nghi ngờ đổ dồn vào người phát hiện ra sự việc, tức là người con trai cả của Bảo Văn Tường, anh Bảo Thiên Sơn. Tại cuộc họp thảo luận của lực lượng đặc nhiệm diễn ra vào ngày 15 tháng 6, các sĩ quan cảnh sát đã bày tỏ ý kiến dựa trên quá trình điều tra và nghiên cứu trước đó. Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng họ đã đi đến thống nhất và đưa ra hàng loạt nghi ngờ hàng đầu về Bảo Thiên Sơn. Nghi ngờ đầu tiên đó chính là trong quá trình kiểm tra hiện trường vụ án, trên cửa ra vào và cửa sổ đều không có vết cậy. Điều này có nghĩa là hung thủ đã bước vào nhà một cách vô cùng tự nhiên. Theo điều tra khi đó, một nhân viên của Học viện Lâm nghiệp đã theo Bảo Văn Tường về nhà sau giờ làm, họ chia tay ngay trước cổng nhà Tường. Người đồng nghiệp xác nhận không phát hiện ra ai khác theo dõi cấp trên của mình. Vì vậy, giả thuyết được đặt ra đó là kẻ sát nhân đã ẩn nấp ở trong nhà của Bảo Văn Tường từ trước. Gia đình Bảo Văn Tường có tổng cộng 5 người, nhưng duy nhất chỉ có con trai cả, Bảo Thiên Sơn còn sống. Khi được hỏi trước khi phát hiện sự việc thì đã đi đâu, thì Bảo Thiên Sơn ngập ngừng rồi mới trả lời rằng đến nhà bạn chơi vài hôm. Biểu hiện bối rối này khiến cho cảnh sát bắt đầu thành lập mối nghi ngờ đối với Bảo Thiên Sơn. Thời điểm gây án được xác nhận là khoảng 5 đến 6 giờ chiều ngày 18 tháng 1 năm 1995. Từ 3 giờ 30 cho đến 6 giờ 30 chiều, không ai chứng minh được tung tích của Bảo Thiên Sơn, tức là không ai chứng minh được anh ta không có mặt tại hiện trường vào thời điểm gây án. Như vậy thì Bảo Thiên Sơn hoàn toàn có thời gian phạm tội. Nghi vấn số 3.
Bảo Thiên Sơn lớn lên ở nhà bà ngoại, thiếu thốn tình cảm. Anh ta có mối quan hệ không tốt với bố từ khi còn nhỏ. Sơn từng tiếp quản công việc điều hành căng tin, từng lén lút vay 20.000 nhân dân tệ để trả nợ. Do tư duy quản lý kém nên làm ăn thua lỗ, kinh tế rất khó khăn, không có sự giúp đỡ từ gia đình. Mối quan hệ ngày càng rạn nứt, đây có thể được cho là động cơ phạm tội của Bảo Thiên Sơn. Nghi vấn số 4. Nhà họ Bảo có nuôi một con chó, khi có người lạ đến cửa chắc chắn nó sẽ sủa. Theo những người hàng xóm, vào ngày xảy ra vụ án không nghe thấy tiếng chó sủa, điều này cho thấy hung thủ chắc chắn là người quen của gia đình họ Bảo, có quan hệ rất thân thiết. Bảo Thiên Sơn là người trong gia đình, chắc chắn con chó nhớ mặt quen mùi và không thể nào sủa, thậm chí nó còn vẫy đuôi, vui mừng là đằng khác. Nghi vấn số 5. Bạn bè của nạn nhân Bảo Vĩnh Phú nói rằng, khoảng 5 giờ 40 chiều ngày 18 tháng 1, khi đang chơi đá bóng cùng nhau, Phú được anh trai Bảo Thiên Sơn gọi về chuẩn bị bữa tối, vì Sơn bận không về nhà được. Sau khi Phú về tới nhà, anh ta liền bị sát hại. Rõ ràng cuộc điện thoại là âm mưu của Sơn. Nghi vấn số 6. Phòng ngủ của nạn nhân Bảo Văn Tường là nơi hỗn loạn nhất và có nhiều dấu vân tay nhất của Bảo Thiên Sơn. Trong nhà có dấu vân tay của người nhà là điều đương nhiên, nhưng quan hệ giữa cha con không hòa thuận, cho nên ở trong phòng ngủ của cha mình có nhiều dấu vân tay của Bảo Thiên Sơn chắc chắn là điều bất thường. Nghi vấn số 7. Hung thủ dùng súng trường của nhà họ Bảo. Bình thường súng cất trong tủ, viên đạn để trong ngăn bàn phòng ngủ của Bảo Văn Tường. Kẻ sát nhân lấy hung khí từ nhà dường như đã quen thuộc với vị trí súng và đạn dược. Bảo Thiên Sơn đáp ứng được tiêu chí này. Nghi ngờ số 8. Vào ngày trình báo sự việc, khi thấy cảnh sát đến, Bảo Thiên Sơn đã cầm khẩu súng trường bằng cả hai tay. Anh ta báo cáo vụ việc với Cục An ninh, Học viện Lâm nghiệp với vẻ đau buồn và run rẩy. Kẻ sát nhân đã dùng khẩu súng trường này để giết người, giết chết 4 người trong gia đình tôi. Sau khi điều tra tại chỗ và giám định kỹ thuật, xác định tất cả các thành viên trong gia đình họ Bảo đều bị sát hại bằng súng trường, nhưng chưa xác nhận được họ có bị bắn bằng khẩu súng nhà họ Bảo hay không. Làm sao một người bình thường như Bảo Thiên Sơn có thể chắc chắn như thế được? Ngoài ra, Bảo Thiên Sơn còn tỏ ra vô cùng đau buồn, loạng choạng suýt ngã nhưng đã được đỡ dậy. Nhưng những ngày sau đó, biểu cảm của anh ta nhanh chóng trở lại bình thường, giống như là đang diễn kịch. Mặc dù những nghi vấn hàng đầu đều tập trung vào Bảo Thiên Sơn, nhưng vẫn chưa thể xác nhận chắc chắn kẻ sát nhân là anh ta vì chưa có bằng chứng rõ ràng. Các sĩ quan cảnh sát hiện tại phải đối mặt với một vụ án mạng với tình tiết hết sức phức tạp và xoắn não. Nếu kẻ sát nhân là Bảo Thiên Sơn, không lẽ chỉ vì hiềm khích nhỏ nhặt với bố mà lại nhẫn tâm ra tay sát hại cùng lúc 4 thành viên trong gia đình, bao gồm cả mẹ và các em của mình. Kết quả điều tra tại chỗ không thể nào giải thích được động cơ của kẻ sát nhân. Những manh mối trong vụ án rất không rõ ràng. Mặc dù hiện tại khá nghi ngờ Bảo Thiên Sơn, nhưng cảnh sát vẫn không thể làm gì được vì họ không có trong tay bằng chứng buộc tội. Hơn nữa, gần 1.5 năm trôi qua kể từ thời điểm xảy ra vụ án cho đến nay, điều này sẽ gây khó khăn nhất định cho việc thu thập bằng chứng tại hiện trường. Ngoài ra, rất khó để khẳng định kẻ sát nhân là Bảo Thiên Sơn từ cả hai khía cạnh, đó là tình cảm và lý trí. Một người con trai giết cha mẹ và tàn sát những đứa em của mình, điều đó trái ngược với đạo đức. Thêm vào đó, giữa hai bố con mà rạn nứt thì tại sao lại ra tay hại luôn cả mẹ và các em của mình? Thông thường, hung thủ sau khi phạm tội sẽ có xu hướng bỏ trốn thật xa. Nếu Bảo Thiên Sơn là kẻ thủ ác, tại sao anh ta không tìm cách bỏ trốn mà còn chủ động tố giác tội phạm? Anh ta không sợ nếu như xui xẻo thì sẽ bị lộ ra sơ hở và bị cảnh sát lập tức tóm gọn hay sao? Từ những lập luận nêu ra ở trên, một số thành viên trong đội điều tra cho rằng việc khẳng định Bảo Thiên Sơn là kẻ sát nhân không được hợp lý cho lắm. Thời gian càng trôi qua, lực lượng đặc nhiệm phải chịu áp lực nặng nề và những lời chỉ trích rất lớn từ dư luận. 4 trong 5 người nhà họ Bảo đã tử vong. Nếu phạm sai lầm thì cảnh sát sẽ không thể nào đối diện được với công chúng. Nếu ai đó bị nghi ngờ nhưng không thể kết án do không đủ bằng chứng, cơ quan cảnh sát sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những ý kiến bất lợi như 4 người trong gia đình họ Bảo đã tử vong, các ông lại dùng đứa con trai duy nhất còn lại của họ để nhanh chóng kết thúc vụ án thì thật quá tàn nhẫn. Cục cảnh sát không giải quyết được vụ án nên nóng lòng bắt con trai họ nhận tội.
những ý kiến trái chiều khác cũng được đưa ra khiến cho cảnh sát địa phương cảm thấy như bị dồn vào thế khó. Nếu kẻ sát nhân không phải là Bảo Thiên Sơn mà là một người nào khác, người này đã trốn biệt tăm và cảnh sát không thể tìm ra được thì vụ án sẽ trở thành một vụ án lịch sử, bí mật sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Áp lực nặng nề và rủi ro rất lớn đã khiến cho lực lượng đặc nhiệm không thể quyết định thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với nghi phạm Bảo Thiên Sơn. Ngày 17 tháng 6 năm 1996, Tổ lãnh đạo thành phố, lãnh đạo cảnh sát thành phố cùng nghe báo cáo toàn diện vụ thảm sát. Họ cũng đồng thời mời lãnh đạo từ Viện Kiểm sát thành phố và Tòa án Nhân dân thành phố để tham gia vào nghiên cứu. Những người tham gia đã tiến hành thảo luận đầy đủ trên cơ sở những nghi ngờ mà lực lượng đặc nhiệm đưa ra và bày tỏ đầy đủ ý kiến của mình từ các góc độ khác nhau. Phó lãnh đạo họ Vương cùng Tổ lãnh đạo Cảnh sát thành phố khẳng định sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào của Tổ chuyên án. Giám đốc Văn phòng Cảnh sát thành phố cho biết, vụ việc này đã gây ra hậu quả xã hội rất lớn. Mặc dù sự thận trọng là điều cần thiết, nhưng với tư cách là một cảnh sát nhân dân, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chúng ta là bảo vệ người dân và đấu tranh phòng chống tội phạm. Chúng ta cần phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với một nghi phạm có nhiều nghi vấn lớn. Cuối cùng, kết quả của cuộc họp vẫn quyết định cho Bảo Thiên Sơn là nghi phạm chính trong vụ án. Phó lãnh đạo họ Vương đã đưa ra quyết định ngay tại chỗ. Ông yêu cầu ngay lập tức áp dụng các biện pháp cưỡng chế và thẩm vấn bất ngờ đối với nghi phạm Bảo Thiên Sơn. Vào ngày 19 tháng 6, Cục Cảnh sát đã cử nhân viên đến tiến hành tổ chức một cuộc thẩm vấn bất ngờ đối với Bảo Thiên Sơn. Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, phòng thủ tinh thần của Bảo Thiên Sơn dần sụp đổ. Vào lúc 1 giờ 20 phút sáng ngày 20 tháng 6, Bảo Thiên Sơn đã thành thật khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bảo Thiên Sơn lớn lên trong nhà bà ngoại. Anh ta luôn có mối quan hệ không tốt với bố mẹ và thường xuyên bị họ đánh đập, mắng mỏ. Năm 11 tuổi, Bảo Thiên Sơn vô tình chứng kiến cảnh bố mình thường ve vãn cô giúp việc. Họ quan hệ tình dục với nhau ở trong phòng mỗi khi mẹ Sơn vắng nhà. Thời điểm đó, Sơn cũng phần nào nhận thức được hành động của bố là sai trái nên liền kể cho mẹ biết. Không ngờ sau đó bị bố đánh đập dã man vì tội mách lẻo. Mẹ của Sơn trước giờ luôn dưới cơ chồng, bà thấy con bị đánh như vậy nhưng không thể bênh vực hay có bất cứ hành động bảo vệ nào. Sự việc này đã tạo ra một bóng đen không thể xóa nhòa trong tâm trí của Bảo Thiên Sơn. Anh cho rằng bố anh là một người đàn ông tồi, còn mẹ thì quá yếu đuối. Sau đó Bảo Thiên Sơn lại phát hiện ra một bí mật lớn hơn về bố mình. Một đêm nọ, khi đi vào phòng tắm và đi ngang qua phòng ngủ của em gái Bảo Viên Phương, Sơn nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ của cô ấy. Hóa ra là bố đang xâm hại em gái mình. Sơn càng tức giận hơn, liền tìm đến mẹ và kể cho bà nghe những gì anh nhìn thấy. Không ngờ mẹ không những không tức giận mà còn túm lấy Sơn và nói: "Con trai, chuyện đã xảy ra như vậy, đừng nói với ai, em gái của con thực chất là con rơi của bố con và nhân tình, không phải là con ruột của mẹ. Con không thể để người ngoài biết tất cả chuyện xấu của bố, gia đình này sẽ bị hủy hoại." Sơn không ngờ rằng khi đối mặt với người chồng bất nhân như vậy mà mẹ mình vẫn có thể nhẫn nhịn người cha dã man. Mẹ không những không đứng về phía lẽ phải mà còn bao che cho ông ta. Sơn cố gắng bảo vệ em gái mình, nhưng em gái có thể đã tê liệt và không còn coi trọng điều đó. Bên cạnh đó, giữa Sơn và các em thì bố mẹ luôn ưu ái các em hơn. Khi lớn lên, Sơn không nhận được sự giúp đỡ tài chính nào từ gia đình. Khi đang điều hành một căng tin, Sơn đã vay 20.000 nhân dân tệ để trả nợ, thế chấp căn nhà mà không báo cho bố mẹ biết. Do quản lý kém, làm ăn thua lỗ và không được gia đình giúp đỡ, nên Sơn đã nảy ra ý định sát hại 4 thành viên trong gia đình để độc chiếm bất động sản, tiền bạc. Lúc 3 giờ 30 phút, chiều ngày 18 tháng 1 năm 1995, Bảo Thiên Sơn từ bên ngoài trở về nhà. Hắn ta đã hình dung ra một kế hoạch giết người và cuối cùng quyết định sử dụng khẩu súng trường của bố rồi ẩn nấp để dễ dàng phạm tội. Khoảng 5 giờ 20, bố của Sơn về nhà phát hiện ra đèn trong phòng tắm chưa tắt. Ông Tường bước ngang qua phòng ngủ và đi tới cửa phòng tắm. Lúc này, Sơn đang trốn trên nóc tủ đã hạ gục bố mình bằng một viên đạn. Sau khi ông nằm bất động thì lại bắn thêm một phát nữa. Khoảng 5 giờ 40, mẹ Sơn trở về nhà thì cũng bị hắn ta bắn chết. Khoảng 5 giờ 50,
người em gái bảo Viên Phương về nhà và thấy đèn ở trong phòng ngủ của Sơn, vừa đẩy cửa bước vào nhà thì bị bắn. Sau đó, Sơn gọi điện cho em trai Bảo Vĩnh Phú, nói rằng tối nay mình sẽ không về nhà nên nhờ Phú mau quay về nấu cơm. Bảo Vĩnh Phú cũng không thoát khỏi bi kịch tương tự. Thi thể của mẹ và hai em được Sơn di chuyển đến phòng ngủ của mình rồi đắp chăn lên. Sau khi gây án, Bảo Thiên Sơn rửa súng trong phòng tắm, dùng cây lau nhà lau sàn nhà, đi lùi ra cửa, rời khỏi hiện trường và khóa cửa lại. Sau đó hắn đạp xe đến nhà bà ngoại đã già lẫn nên không thể biết được gì. Đến 2 giờ chiều ngày 19, Sơn giả vờ về nhà thì phát hiện gia đình mình bị sát hại. Tên sát nhân đau buồn báo cáo vụ việc lên phòng an ninh Học viện Lâm nghiệp. Về vấn đề của em gái Bảo Viên Phương, thật ra cô ấy không phải là người chắc nết như Sơn nói trước đó. Những điểm bất thường trên cơ thể chính là do những trận hành hạ của người bố mà ra. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1996, Bảo Thiên Sơn chính thức bị giam giữ. Sơn dường như đã phán đoán được kết quả nên cũng tỏ thái độ bình tĩnh. Sau vụ việc, Sơn không lẩn trốn vì cho rằng trốn sẽ bị nghi. Kết quả là xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt, Sơn vẫn ở đó nhưng lực lượng chức năng không hề nhận ra kẻ địch ở kề cạnh mình. Tuy nhiên, hơn một năm qua, cuộc sống của Bảo Thiên Sơn cũng không hề dễ dàng. Hắn ta luôn sống trong sự dày vò của sợ hãi, tội lỗi, hối hận và đang trên bờ vực suy sụp tinh thần. Sơn nói rằng nếu có thể quay ngược lại thời gian, bản thân sẽ không bao giờ làm những điều ngu ngốc như vậy nữa. Bây giờ, cuối cùng cũng đã đến hồi kết và hắn ta rồi sẽ được giải thoát. Vào ngày 1 tháng 7, Tòa án Trung cấp Hôn Hót đã tuyên án tử hình Bảo Thiên Sơn. Trong lời phát biểu cuối cùng ở trước tòa, Sơn nói: "Tôi sẽ không kháng cáo, tôi nhận tội và tôi chỉ mong pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc tôi, càng sớm càng tốt." Vụ thảm sát cuối cùng cũng được giải quyết. Với 4 mạng người trong tay, chắc chắn Bảo Thiên Sơn sẽ nhận bản án cao nhất là tử hình. Vụ án này để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm, đặc biệt là những góc khuất trong nội bộ gia đình nạn nhân. Cũng may là không xảy ra oan sai và kết quả là luật pháp đã công minh xử lý đúng người đúng tội. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.